kìa chim nhỏ đang bay. Tại sao mày lại bay hay thế này? Trời ơi, thật sự là thơ hay thiệt. Gieo một cái bừng tơ hay dữ vậy trời. Con chim nó phải bay chứ, nó bay bình thường có gì đâu hay trời. Không có nha. Không có nha, chim có nhiều loại nha, bay hay bay dở nha. Trời ơi, con chim là nó cũng có cánh thì nó bay thôi chứ gì bay hay bay dở sếp. Ủa, câu thơ tôi hay quá trời mà chị. Sao vậy? Bây giờ tôi nói chị nghe, chị làm gì tay chân, chị không hiểu được cái ý thơ văn của người khác. Tôi nhìn chị cái là tôi ra thơ liền nè. Ô kìa, có một cái cây, tại sao lại có cái cây thứ hai? Trời ơi. Hết hồn luôn. Ô kìa, có một cái cây. Ừ. Tại sao lại có cái cây thứ hai? Cái cây thứ hai. Cái cây thứ là cái cây thứ hai đó, hiểu không? Trời ơi, làm thơ gì mà giống thơ con cóc, con nhái. Bây giờ tôi nói hả, làm gì không có làm gì tay chân bây giờ. Hay quá, trời ơi chú ơi. Sao, thấy chú hay không? Sao mà có thể mà ai sanh ai đẻ ra một người chú mà vừa tài giỏi mà vừa văn thơ lai láng. Cái này người ta gọi là có khiếu thẩm thơ đó chú. Nè, dánh đó dánh. Mình mà nói chuyện không có thật lòng á, thế nào cũng bị Tào Tháo rượt à. Không sao. Bậy. Ý sao đang nói thơ kìa. Ủa không lẽ Linh dữ vậy hả trời? Tại sáng đi gấp quá chưa có giải quyết nội bộ, nhưng mà thật sự không, cái thơ nó hay lắm chú ơi. Thôi bỏ qua này đi, thôi để con đối lại một cái câu thơ để tặng chú được không? Đối lại coi. Dạ. Còn xuất khẩu thành thơ luôn nha. Ừ. À, trăm năm trong cõi người ta. Đó, nghe đó, nghe thấy thơ rồi đó. Mọi người đang chờ câu sau hả? Đúng, đang chờ. Chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra đi con đập tiếp nha. Nói chung là cái câu đầu là thấy hay rồi đó. Trời ơi. Nè, bây giờ có cháu tôi đây, tôi tuyên bố cho chị cũng như là sắp tuyên bố cho toàn thể công ty được biết, kể từ ngày hôm nay, ai mà nghe thơ của tôi mà kêu không hay, tôi đuổi việc người đó. Đuổi việc liền. Thơ hay quá mà. Chị là người tôi đuổi việc đầu tiên. Thơ hay quá. Ơi sếp ơi sếp, cái nạp thơ trời ơi, tôi nghe tôi nổi da gà là mà hay, là hay quá. Đó chứ phải là dở. Rồi tự nhiên sếp nói, vừa nói câu đó xong tự nhiên tôi thấy sao mà nói nên tôi nói là phun ra nhã ngọc phun châu nhã thơ không. Nổi da gà. Chị được nhận việc trở lại. Ôi dạ. Xin lỗi. Vậy? Xin lỗi. Ui da, xong rồi. Ủa sao cả ai khen thơ lẹ lẹ tới con vô năm ơi. Ai da, ai da. Ủa sao kỳ, ai khen thơ tôi hay cũng bị gì vậy? Không, tại vì tức là nó hay thấu tâm can luôn á chú. Bây giờ con có chiến lược đi PR cho chú. Thí dụ mình kêu gọi cộng đồng chia sẻ lên 10 hội nhóm, mình tặng cho cái cạc 50. Ủa vậy đó hả? Ừ. Là nghe thơ chú được cái cạc 50 hả? Thì đó, vậy người ta mới có động lực ta chia sẻ. Ê, vậy con làm liền nha. Con làm liền nha, con mà... vô con kêu công ty làm liền luôn. Mà chú công nhận thơ chú hay thiệt. Trời ơi, đó là thừa quá. Ê, ủa sao vậy chú? Sao chú khen hay? Ê ha, toilet. Ủa, chết rồi. Dạ. Wow, chết rồi. Ăn cái gì chột bụng dữ vậy trời. Giám đốc ơi, bây giờ có cái chuyện gì á, thay vì bây giờ anh chửi em cũng được, anh nói cái gì anh đập, anh đánh em cũng được nữa chứ, mà anh im vậy em sợ giám đốc. Giám đốc ơi. Yes. Yes. Một like rồi. Cái gì? Một like rồi. Sao anh? Like gì? Like gì? Like quần hay like áo? Like gì? Anh bị gì? Bị gì? Không. Một like rồi. Một người thích tôi rồi. Hả? Sự nghiệp nghệ sĩ của tôi đã có một người thích rồi. What? Mày thơ hả? Chỉ cần một người thích thôi, tôi sẽ còn sáng tác được nữa. Bây giờ có người like tôi rồi, sự hiện diện của cậu vô tác dụng. Mới có một người like, mày giám đốc ruồng bỏ em vậy hả? Trời ơi. Gì mà la mà. Cái gì mà sùm vậy chú? La quá rồi nghe hết hồn luôn. Cái vụ gì? Gì hả? Trời ơi. Tôi đã có một người like rồi bà Năm. Trời đất ơi. Rồi đây thơ của tôi sẽ ra toàn thế giới, cả thế giới sẽ đọc thơ của tôi. Trời ơi, có một người like mà sếp la làm hết hồn hết vía. Cái gì cũng có bước khởi đầu của nó chứ đúng không? Sếp mà được 100 người like đó, tôi làm thân trâu ngựa. Sẽ hành hạ bà. Thơ tôi hay mà. Thơ tôi hay nhất trần đời. Đọc vô một phát thấy hay liền ghê. Là sao? Hay là bày hay á hả chú? Hay là sao? Dạ đâu? Bây giờ đâu á? Mở cửa, đau. Bày hay thiệt rồi, bày hay thiệt rồi. Đau. Tới rồi. Xong mỗi lần khen hay là nó vậy thật. Dạ, đau à. Chết tôi rồi. Chà, khát nước quá ta. Ủa? Quên. Mắc gì mình phải đi lấy nước. Bà Nam. Dạ. Nước tôi đâu? Dạ.
Dạ, nước của sếp đây. Ủa, bộ làm như không biết mình lùng hay sao? Đâu cần phải vậy. Dạ, có nghĩa là tại vì mình là cái người thua cuộc à, nên mình phải dạ nhún nhường. Mà tôi đã nói rồi, cãi tôi làm cái gì? Nhưng mà thôi, cái này tôi không có uống. Không uống, dạ, không. Dạ, vậy sếp muốn uống gì? Tôi muốn uống một cái ly gì đó, thí dụ như là, nói chung ly cà phê sữa, ít sữa, đường cát, một phần cát trắng, hai phần cát đen, năm cục nước đá, bỏ vô cái ly mang ra đây, ra xong. À, đó là về phần nước uống. Đúng. Dạ, rồi còn đồ ăn thì sếp muốn ăn gì? Tôi giờ này cảm thấy cũng mập mạp quá rồi. Dạ. Nên tôi thích ăn theo một cái chế độ healthy. Ủa healthy sao? Ủa tôi đang nói healthy đó, hiểu không? Dạ thì healthy sao? Là healthy là tiếng Anh chứ còn healthy sao là sao? Ồ, thì ra là như vậy, trời ơi, sếp không chịu nói là tôi dạ. Healthy là... Healthy là ăn một chế độ làm cho cơ thể mình khỏe mạnh à. Chứ không phải healthy sao? Được rồi, tôi sẽ đi làm. Vô làm liền đi. Dạ, tôi sẽ làm liền. Sếp. Cái gì? Hồi nãy em nghe câu thơ của sếp đọc ở ngoài kia, nó hay quá mà giờ em quên rồi, sếp cho em xin lại đi sếp. Ủa? Khen hay là chết á, khen hay. Đừng có khen thơ hay. Nói là nghe được được không? Cái câu thơ nãy thoáng qua nghe nghe em xin lại cho em xin lại câu đó. Ủa hồi nãy tôi có nói câu nào thơ nào đó? Có. Có cái câu hồi nãy đó chú. Nói chung là bây giờ là chú là mở miệng là xuất khẩu thành thơ đó, cho nên là không, hồi nãy thực sự chú không nói câu nào hết, chú chỉ có thấy con chó bên đường thôi. Ờ thì chú giật mình, chú cười ô kìa con chó bên lề sao nhìn nó thấy ghê đó. Cái giật ê đó đó nó rất là hay. Thôi cái... là chỗ đó đó. Ê, được khen hay kìa. Ừ, nó nói rồi đừng có khen hay. Ôi, cứ thương như ôi, vậy trời... mà hay gì tàu lao mà. Ôi, cái chữ ê nó cấu như cái bao tử không. Dạ đó. Ủa nhưng mà hay thiệt mà. Không còn khen nước em ở trời. Đừng có khen khen. Kỳ gì ta, cái câu đó câu nói bình thường của tôi chứ đâu phải câu thơ đâu. Không, nhưng mà bây giờ tôi cảm giác là tôi nói cái gì ra cũng hay hả? Đúng rồi, rất là nó rất là êm tai, nó lọt lỗ tai nghe được lắm. Dạ. Nhưng sự. Mà con. Dạ. Con nói thiệt cho chú nghe đi. Dạ. Con nói thiệt chú nghe đi. Con có thấy thơ chú hay không? Dạ con có thấy thơ chú hay không? Sao giờ năm ngoái. Con có thấy thơ chú hay không? Dạ có. À có. Có sao? Thêm chữ hay vô, có hay không? Có hay. Hay 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 hay. Chưa. Trời ơi thôi tôi không dám ở đây đi. Ở đây coi cho em là em đi. Nam ơi em... Vậy chứ bây giờ à, con hỏi chú nè. À đó giờ chú làm thơ mà chú có tự cảm thấy là cái thơ của mình hay không? Hay chứ. Chết rồi, đi ta. Ủa tôi trước. Còn trước. Còn trước rồi mà. Mẹ, mấy cái chuyện mà mẹ dặn con á, con làm xong hết rồi. Mà con thấy chú Út á cũng đang đi theo cái hướng mà mẹ con mình bày ra đó. Được lắm. Con cứ chờ đi. Chỉ cần cố gắng vài ngày là ông chú sẽ rót thêm vốn cho con. Nhưng mà cái chuyện mà khen thơ của ổng hay á, khi nào mình dừng lại vậy mẹ? Chứ ngày nào cũng khen con đau bụng thiệt luôn á. Chưa đủ, làm thêm một tập nữa đi. Dạ mẹ. Hôm bữa chú mới nói với tụi con là chú không có một cái fan nào à, có một cái niềm yêu thích thơ văn của chú. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà mới hôm qua có người lên một cái nick là ngàn bông áo tím lên muốn đàm đạo thơ với chú. Ủa vậy là chú phải mượn chứ sao bớt. Trời ơi là trời, họ đâu phải lên là để đàm đạo thơ với chú, họ lên họ mạt sát chú.